Tin quốc tế tối 17 tháng 8. Nga cáo buộc Ukraine dùng HIMARS phá hủy hoàn toàn cầu then chốt ở Kursk. Washington Post đưa tin, cuộc tấn công của Ukraine vào Kursk làm gián đoạn cuộc đàm phán bí mật với Nga. Nga triệu đại sứ Ý vì vụ nhà báo đưa tin từ Kursk. WAFA đưa tin, ít nhất 15 người Palestine thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel ở trung tâm Gaza. Thủ tướng Nhật Bản Kishida lên kế hoạch thăm Mỹ vào cuối tháng 9. Hơn 20 sinh viên bị bắt cóc tại Nigeria. Quý vị đang theo dõi mục tin quốc tế tối ngày 17 tháng 8 của Đại Kỷ Nguyên. Và ngay sau đây sẽ là nội dung của bản tin. Mở đầu là những cập nhật về tình hình cuộc chiến nóng nhất tại Đông Âu hiện nay. Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc Ukraine đã sử dụng tên lửa của phương Tây, có thể là HIMARS do Mỹ sản xuất, để phá hủy một cây cầu bắc qua sông Sim ở vùng Kursk vào ngày 16 tháng 8. Bà Maria Zakharova, chuyên gia tại Bộ Ngoại giao Nga, cho biết vào cuối ngày 16 tháng 8 trên ứng dụng Telegram. Lần đầu tiên khu vực Kursk bị tấn công bởi các bệ phóng tên lửa do phương Tây sản xuất, có thể là HIMARS của Mỹ. Hậu quả của cuộc tấn công vào cây cầu bắc qua sông Sim ở quận Gruzkovo là nó đã bị phá hủy hoàn toàn và những tình nguyện viên đang hỗ trợ dân thường sơ tán đã thiệt mạng. Baza, kênh Telegram sở hữu 1,5 triệu người theo dõi và có liên hệ với lực lượng an ninh Nga, cho biết cây cầu ở sông Sim là tuyến đường trọng yếu để đưa lực lượng tiếp viện của Nga tới tỉnh Kursk. Tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Sisky cho biết hôm thứ Sáu rằng lực lượng của Kyiv đã tiến từ 1 đến 3 km tại một số khu vực thuộc vùng Kursk 11 ngày kể từ khi bắt đầu cuộc tấn công vào Nga. Ukraine tuyên bố đã nắm quyền kiểm soát 82 khu định cư, 1.150 km2 diện tích lãnh thổ trong khu vực kể từ ngày 6 tháng 8. Nga cáo buộc phương Tây ủng hộ và khuyến khích cuộc tấn công trên bộ đầu tiên của Ukraine vào lãnh thổ Nga và cho biết chiến dịch của Kyiv sẽ không thay đổi cục diện cuộc chiến. Trong một động thái khác, các nhà báo của Washington Post đưa tin Ukraine và Nga có kế hoạch cử phái đoàn đến Doha, Qatar trong tháng này để đàm phán một thỏa thuận lịch sử nhằm chấm dứt các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng điện của cả hai bên. Washington Post ngày 17 tháng 8 dẫn các nguồn tin ngoại giao cho biết rằng các cuộc đàm phán gián tiếp, trong đó Qatar đóng vai trò trung gian hòa giải và gặp gỡ riêng với các phái đoàn Ukraine và Nga, đã bị gián đoạn do cuộc xâm lược bất ngờ của Ukraine vào vùng Kursk. Nga đã sử dụng nhiều tên lửa hành trình và UAV để nhắm vào lưới điện của Ukraine trong hơn một năm qua, gây thiệt hại đáng kể cho các nhà máy điện và khiến Ukraine rơi vào tình trạng mất điện luân phiên. Trong khi đó, Ukraine đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở dầu mỏ của Nga bằng UAV tấn công tầm xa, đốt cháy các nhà máy lọc dầu, kho chứa dầu, cắt giảm khoảng 15% công suất lọc dầu của Moscow và tăng giá trị khí đốt trên toàn cầu. Washington Post viết, việc sẵn sàng tham gia vào các cuộc đàm phán báo hiệu một sự thay đổi nào đó đối với cả hai nước, ít nhất là đối với một lệnh ngừng bắn có giới hạn. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kyiv sẽ chỉ xem xét ngừng bắn hoàn toàn nếu Nga rút toàn bộ quân đội khỏi đất nước Ukraine, bao gồm cả bán đảo Crimea mà Nga sáp nhập vào năm 2014. Trong khi đó, Tổng thống Nga Putin đã yêu cầu Kyiv trước tiên phải nhượng lại một số khu vực của Ukraine. Theo Washington Post, một nhà ngoại giao tham gia cuộc đàm phán cho biết các quan chức Moscow đã hoãn cuộc gặp với các quan chức Qatar sau khi Ukraine xâm chiếm miền Tây nước Nga. Ông nói thêm rằng phái đoàn Nga gọi đây là sự leo thang và lưu ý rằng Ukraine đã không cảnh báo Qatar về cuộc tấn công xuyên biên giới này. Nhà ngoại giao này cũng nhấn mạnh rằng Nga chưa hủy bỏ hoàn toàn các cuộc đàm phán, họ chỉ đơn giản nói hay cho họ một chút thời gian. Nguồn tin lưu ý rằng Ukraine muốn cử phái đoàn của mình tới Qatar, nhưng Doha đã từ chối vì thấy cuộc gặp đơn phương không có ý nghĩa gì. Nhà ngoại giao giấu tên cho biết Qatar đã thảo luận với Kyiv và Moscow về việc tạm dừng các cuộc tấn công vào cơ sở năng lượng trong hai tháng qua. Ông nói thêm rằng các bên đã đồng ý tổ chức hội nghị thượng đỉnh ở Doha và chỉ còn những chi tiết nhỏ cần được thống nhất. Tuy nhiên, một người nắm được tình hình cho biết, sau vụ tấn công vào Kursk, người Nga đã chùn bước. Một nguồn tin Nga có mối liên hệ với ngoại giới đã nói rõ rằng Tổng thống Putin sẽ không có tâm trạng thực hiện một thỏa thuận sau cuộc tấn công Kursk. Mọi người biết đấy, dưới lãnh đạo Nga của chúng tôi thường không thực hiện bất kỳ thỏa hiệp nào dưới áp lực. Phản hồi với Washington Post, văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết, hội nghị thượng đỉnh Doha đã bị hoãn lại do tình hình ở Trung Đông, nhưng sẽ diễn ra theo hình thức trực tuyến vào ngày 22 tháng 8. Sau đó, Kyiv sẽ tham khảo ý kiến các đối tác về việc thực hiện thỏa thuận. Tổng thống Putin đã công khai tuyên bố trong tuần này rằng ông sẽ không hạ thấp lập trường của mình trong các cuộc đàm phán vì cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga.
Trong một thông tin khác, ngày 16 tháng 8, Bộ Ngoại giao Nga cho biết họ đã triệu tập đại sứ Ý tại Moscow về điều mà họ gọi là vượt biên giới bất hợp pháp của một nhóm phóng viên từ đài truyền hình nhà nước Ý RIA để đưa tin về tình hình chiến tranh tại khu vực Kursk. Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố ngày 16 tháng 8 rằng đại sứ Ý đã nhận được thông điệp phản đối mạnh mẽ liên quan hành động của nhóm phóng viên đài truyền hình RIA, những người đã xâm nhập trái phép lãnh thổ Nga. Bộ Ngoại giao Ý nói với hãng thông tấn Reuters rằng đại sứ Cecilia Pezzolini đã giải thích với chính quyền Nga rằng RIA và các nhóm tin tức của họ lên kế hoạch hoạt động theo cách hoàn toàn độc lập và tự chủ. Ngày 14 tháng 8, RIA đã phát sóng bản tin đầu tiên trên phương tiện truyền thông nước ngoài từ thị trấn Sudzha của Nga, được quay trong giai đoạn mở đầu cuộc tấn công của Ukraine vào khu vực Kursk. Nhóm phóng viên Ý dường như tác nghiệp dưới sự hộ tống của quân đội Ukraine. Trước đó vào thứ Sáu, kênh Telegram Baza đã đưa tin rằng Bộ Nội vụ Nga đang lên kế hoạch mở vụ án hình sự đối với hai nhà báo RIA vì tội vượt biên giới trái phép vào Nga. Chuyển sang tình hình tại Trung Đông. Kính thưa quý vị, ít nhất 15 người Palestine đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong một cuộc tấn công của Israel vào thị trấn Zawada của Gaza. Hãng thông tấn chính thức của Palestine, WAFA, ngày 17 tháng 8 đưa tin. Quân đội Israel cho biết họ đã biết về báo cáo về 15 người thiệt mạng trong cuộc không kích ở Gaza và đang xem xét. Người phát ngôn quân sự của Israel đã đăng lên mạng xã hội X hướng dẫn cho người dân ở các khu vực trung tâm Gaza, bao gồm cả quận Mahazi gần Zawada, sơ tán đến khu vực nhân đạo được chỉ định. Ông cho biết phiến quân đã bắn tên lửa từ những địa điểm đó và quân đội đang chuẩn bị hành động chống lại chúng. Hôm thứ Sáu ngày 16 tháng 8, hai khu vực ở phía tây Khan Yunis trong khu vực mà Israel chỉ định là khu vực nhân đạo đã bị quân đội coi là nguy hiểm. Họ đã ra lệnh cho người dân sơ tán và nói rằng phiến quân thường xuyên bắn tên lửa từ đó. Các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Doha do Hoa Kỳ, Qatar và Ai Cập làm trung gian đã tạm ngừng vào ngày 16 tháng 8. Các nhà đàm phán sẽ gặp lại nhau vào tuần tới để tìm kiếm một thỏa thuận chấm dứt cuộc giao tranh giữa Israel và Hamas, đồng thời trả tự do cho các con tin còn lại. Trong một thông tin khác, tờ Yomiuri ngày 17 tháng 8 đưa tin rằng Thủ tướng sắp mãn nhiệm của Nhật Bản, ông Fumio Kishida, đang hoàn tất kế hoạch thăm Hoa Kỳ vào cuối tháng 9 để tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và có thể có cuộc gặp với Tổng thống Joe Biden. Yomiuri trích dẫn nhiều nguồn tin chính phủ cho biết chuyến thăm có thể diễn ra trong vài ngày, bắt đầu từ ngày 22 tháng 9. Ngày 14 tháng 8, ông Kishida đã rời khỏi cuộc đua lãnh đạo cho Đảng Dân Chủ Tự Do cầm quyền, có nghĩa là ông sẽ từ chức Thủ tướng khi nhiệm kỳ lãnh đạo đảng của ông kết thúc vào cuối tháng 9. Ngày bầu cử của Đảng Dân Chủ Tự Do vẫn chưa được ấn định. Theo Yomiuri, cuộc bầu cử có thể diễn ra sớm nhất là vào ngày 20 tháng 9. Trong trường hợp đó, ông Kishida có thể sẽ phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sau khi Quốc hội Nhật Bản, nơi Đảng Dân Chủ Tự Do chiếm đa số, đã chọn người thay thế ông Kishida làm thủ tướng. Tờ báo Yomiuri đưa tin, một số người trong chính phủ Nhật Bản cho rằng người kế nhiệm ông Kishida không nên phát triển mối quan hệ chặt chẽ với Tổng thống Biden. Chuyển sang phần tin cuối. Theo nhà chức trách Nigeria cho biết, các tay súng đã bắt cóc trên 20 sinh viên thuộc trường đại học George khi họ đang tới dự hội nghị thường niên của Liên đoàn Sinh viên Y khoa và Nha khoa Công giáo. Theo người phát ngôn của Cảnh sát bang Benue, miền Bắc Nigeria, bà Catherine Siwesi Anene, vụ bắt cóc xảy ra tối ngày 15 tháng 8 tại thị trấn Otupu của bang này. Các nạn nhân bị phục kích khi đang trên đường đến bang Enugu, miền Nam Nigeria, để tham dự hội nghị. Cho đến nay, các tay súng vẫn chưa đưa ra bất kỳ yêu cầu tiền chuộc nào. Sau vụ bắt cóc, chính phủ Nigeria cho biết sẽ tăng cường an ninh trong khu vực vào những ngày tới, tiến hành các hoạt động để giải cứu nạn nhân và bắt giữ các tay súng. Trong nhiều năm qua, các băng đảng có vũ trang đã gây ra tình trạng hỗn loạn tại miền Bắc Nigeria, bắt cóc dân làng, sinh viên và lái xe để đòi tiền chuộc. Trước đó vào tháng 3, các tay súng cũng đã bắt cóc ít nhất 287 học sinh, yêu cầu số tiền chuộc 1 tỷ naira, tương đương 620.000 USD. Thưa quý vị, mục tin quốc tế của Đại Kỷ Nguyên đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.